Black V, bày bật sâm vũ trí. Yeah. Ê, mày đi đâu đây? Mày đó, mày đi đâu đây? Tao đi cắt tóc. Vậy mời mày vô. Bữa sau tao ghé. Mày đi vô đây đi. Bày bật sâm vũ trí, let's go. Tạo phong cách thú vị, let's go. Mày thích các kiểu gì, ngồi xuống đây nói mong muốn đủ ý. Ê, nếu dân chơi đủ ký thì tắt tô vài nét gọi là chơi. Nếu văn phòng trí thức thì undercut, mày nên biết đây là nơi tạo ra phong cách mới. Nếu mày muốn tóc đẹp thì nên ngồi đợi. Hàng ngày tiệm này đón khách tới, anh Trí, anh Vũ ngồi cười lời lại. Chọn xong kiểu là chơi, mày chơi tới đâu chiều mày tới đó. Cắt xong vô gọi đầu đẹp trai hai mái tự động nhiều gái tê ngó. Khó chi vài đường kéo lắc lẻo, bước vô đây là mày chọn chắc kẹo. Không bước vào thì đời mày chắc héo, vì mày xấu như chó đứt mày dính mắt mèo. Bước vô đây đi nào em trai, gái gặp mày nó phải say hi. Vì mày chọn đúng chỗ rồi đó, xong đẹp trả tiền lần sau quay lại. Mày bên trong vụ chiếc không chút, nhiều chi nhánh lựa chọn. Mày bên trong vụ chiếc không chút, đỉnh cao đất Sài Gòn. Mày bên trong vụ chiếc không chút, nhiều chi nhánh lựa chọn. Mày bên trong vụ chiếc, đỉnh cao nhất Sài Gòn.